À, kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tuấn Vĩ đang qua phà. Để mà đi qua được bên chú Trung á thì phải đi qua một cái bến phà vậy này quý vị. Đi qua bến phà, xong đó rồi thì đi xe hơi thêm khoảng chừng 2 cây số. Rồi phải đậu xe hơi lại và đi xe Honda vào thêm khoảng chừng gần 1 cây số nữa thì mới tới nhà chú Trung. Sáng hôm nay thì Tuấn Vĩ dậy sớm. Bây giờ mới có là 9 giờ 34 phút này quý vị. Cái lý do mà Tuấn Vĩ dậy sớm để đi á, là bởi vì tối hôm qua trời mưa đó quý vị. Tối hôm qua trời mưa rất là to, nên là Tuấn Vĩ không biết là chú Trung chú có vô trong nhà ở hay không, hay là chú ở ngoài mưa. Và thật sự mà nói là tối hôm qua Tuấn Vĩ cứ băn khoăn hoài à. Nên sáng nay quyết định dậy sớm để qua coi thử coi chú có vào trong nhà hay không. Nếu mà chú vào trong nhà thì là một điều rất là vui. Một điều rất là vui, bởi vì có thể là chú có thể sau này sẽ thuyết phục được chú đi vào nhà. Nhưng mà đi vào nhà thì Tuấn Vĩ sẽ mua giường nệm này kia cho chú nằm. Còn nếu chú ở ngoài trời thì thật sự mà nói là rất là khó khăn, rất là khó. Chú ở ngoài trời thì khó lắm, muốn giúp chú cũng khó. Không biết giúp bằng cách nào, không biết giúp bằng cách nào cho nó hợp lý. Còn đối với chú Trung thì trước mắt thì Tuấn Vĩ thấy rằng là chú chỉ có sinh hoạt ăn uống này kia thôi, chứ còn nhu cầu cuộc sống thì thật sự ở ngoài trời thì mình không biết mua cái gì cho nó hợp lý. Nên là rất là mong rằng chú sẽ vào trong nhà. Nên giờ đây mời các bạn chúng ta cùng theo chân Tuấn Vĩ đến thăm chú Trung coi thử tối hôm qua chú có vào trong nhà không nhé quý vị. Coi chú vào trong nhà hay là chú ở ngoài trời nằm ngoài mưa. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay sao lạ lùng quá vậy? Nay sao thì mặc xà rông luôn rồi. Tiền nhân cục. Trời ơi. Chú ơi, chú cho con trái dừa này hả chú? Ừ. Dạ. Nhớ cơm lò, con hột máu, hột bà. Rồi hôm nay sao mà cái đầu dơ chứ quá giờ này chú? Làm gì vậy? Tắm dưới lên hả? Châu làm dùng. Trời ơi, tội nghiệp ghê ông trời ơi. Thiệt. Chú đâu rất là kỳ lạ nha mọi người. Đó là lạ kỳ đó. Lạ kỳ, kỳ lạ. Kỳ lạ, đừng có nói lạ kỳ, nói ngược. Trời ơi. À, rồi hôm qua sao chú có pha sữa uống không? Liếm còn uống. Hả? Liếm mà không có pha hả? Không có đồ pha hay sao? Vậy nó khỏe rồi. Trời ơi, liếm vậy đó thôi chú. Trong đó có cái muỗng đó chú. Kiệm. Thôi. Chú phải pha. Ui. Chú ơi, cái này mình phải pha uống chú ơi, đừng đừng có liếm vậy rồi nước nó vô nó hư hết sữa. Tiết kiệm. Tiết kiệm hả? Rồi cho con hỏi nè, tối hôm qua chú mưa như vậy thì chú ở đâu? Ôi, tết gì hoặc. Ôi. Rồi mưa vậy đó chú có vô nhà ở không? Sao vậy? Không vô nhà. Không mồm. Nhưng mà tại sao chú không vô nhà? Vô không vô. Tại mà ta. Vô nhờ mạnh thường quân. Là đệ tử của trời Phật có duyên. Nhưng mà tối hôm qua sao chú không vô? Bây giờ chú dẫn con vô nhà coi. Chú dẫn con vô nhà chú coi coi. Thôi, không có coi nữa. Sao vậy? Thôi rồi. Không có làm gì. Vô giọng ô nhiễm luôn. Mà chú sợ gì mà chú không vô nhà? Chú không có chờ ai chứ. Có. Nhưng mà sao chú không vô nhà nè? Dùng qua trái đất không có chờ ai đâu. Rồi bây giờ mình vô nha. Bây giờ mình vô nè. Tự vô đi. Hả? Cho phép. Dạ. Tự vô trời Phật. Dạ. Cứ việc vô. Dạ đi. Hai chú cháu mình vô. Không. Hai chú cháu mình vô nhà nha. Không. Sao vậy? Nhớ ngu nhiều quá thật. Rồi sao hôm nay không mặc quần rồi, không mặc đồ rồi? Trời. Có khi mà kéo cặt ra, tao chết mẹ, làm thật cua. Nè, con hỏi nè, giấy rồi... Bắt ra giật đầu. Giấy rồi tiền hôm qua. Hôm cháu hỏi gì ngày nãy, hỏi dạ. Là gì cả. Dạ, nè con hỏi nè. Kéo dài. Rồi chú, con hỏi nè. Rồi bỏ chuyện đó đi. À, cái tiền hôm qua thì chú đã xài chưa? Rồi còn 200 ngàn. À chú xài cái gì vậy? Chú mua cái gì? Bông hoa nhang khói. Bông hoa nhang khói hả? Ai gì đó.
Hôm qua con đưa cho chú là 650 mà. Rồi bông hoa nhang khói thì sao? Bây giờ còn 200. Rồi chú mua cái gì? Bây giờ chú có cần mua cái gì không này? Có cần xài cái gì không? Con đưa thêm nè. Còn cái phước đức trời Phật để lại tu à. Có mạnh thường quân gửi thêm tiền cho chú đó. Nhưng mà chú, nếu mà chú xài mà chú dục hoặc là này kia là không được nha. Chú phải biết xài mới được nha. Rồi chú hôm qua giờ chú mua lâu, mấy năm mấy tháng. Hôm qua giờ chú xài cái gì chú nói không nghe nè. Mấy ngàn năm. Rồi tôi lít ra nói chuyện với chú đi. Năm nay năm anh tí. Vô anh coi coi có dấu dò chú vô trong nhà không. Dạ chú ơi, qua nay chú mua gì rồi chú? À kính thưa quý vị, giờ đây thì Tuấn Vĩ muốn vô coi coi thử là hôm qua chú có trời mưa như vậy rồi chú có vô trong nhà hay không. Theo lời chú thì chú nói không, mà không biết là trong thực tế là chú có vô trong nhà hay không. Đó quý vị, cái chỗ ở của chú nè, thì hôm qua trời mưa nè quý vị, trời mưa thì giỏng giếc này kia là ướt hết trơn nè. Rồi riêng cái nón bảo hiểm mà còn nước đọng ở trong nón bảo hiểm là quý vị biết được là cái mưa nó lớn cỡ nào rồi. Đó, không biết rồi chú hôm qua làm sao? Chú có vô không? Hôm trước thì Tuấn Vĩ có nhờ người chở vô cho chú bình nước. Chở vô cho chú bình nước rồi không biết có chú có xài không? Anh Diễn. Hết nửa bình thì chắc chú có xài ha. Đó, rồi bột đường nè, đường thì chú để ngoài nè. Nhưng mà không biết gạo chú để đâu. Dục tùm lum. Gạo đâu ta? À, nhưng mà một bao gạo lớn mà, một bao gạo 10 kg mà. Bao gạo 10 kg thôi, bây giờ còn chừng này mà, còn chừng này không biết nó có phải gạo gạo không? Kia mà để trong bao mà. Thì đó, sợ là gạo của ai đó. Đi mình vô coi đi anh Diễn, em một mình em cũng sợ nữa. Quý vị mời quý vị vào tham quan nhà của chú nha. Để coi trong nhà của chú thì không biết hôm qua chú có vô hay không. Tối hôm qua trời mưa lớn như vậy rồi không biết chú có vô hay không nè. Coi anh Diễn nhìn kỹ coi có dấu dò không. Không có anh ha. Không có cái sình nè. Không vô những cái sình. Không không có. Hả? Nó vô này cái dò. Dấu dò đấy hả? Mà không biết sao cái giọng văng giữa nhà này. Hôm qua Tuấn Vĩ thấy comment á. Hôm qua Tuấn Vĩ thấy có comment là nói cái giọng văng giữa văn bảy nhà là không có tốt. Nên là chắc là mình gỡ luôn đi anh ơi. Anh Diễn coi thử có gỡ được không anh Diễn? Ừ, gỡ ra đi. Mà cũng không nên anh ơi, cũng nên gỡ bởi vì lỡ trời mưa để cho chú vô đây chú nằm. Ừ chứ không bây giờ mình gỡ thì chú không có chỗ nằm. Vĩ nghĩ là có, chú có vô. Chú có vô bởi vì cái giọng dơ này anh Diễn. Cái giọng sình đấy nè. Đúng rồi. Cái giọng sình đấy nè. Cái giọng sình chắc chắn là chú có vô. Có. Đó quý vị. Thưa quý vị là bây giờ là Tuấn Vĩ thấy rõ ràng là chú có vô nè. Rõ ràng chú có vô bởi vì cái giọng này nó dơ đây nè. Cái giọng dơ sình thì chắc chắn là chú có vô đây. Nhưng mà có một điều là bây giờ để thuyết phục chú vô đây ở thì là chú không chịu. Tuấn Vĩ nghĩ là mình sẽ vô đây nhiều lần và thuyết phục nhiều lần thì có thể có thay đổi được phần nào. Thuyết phục nhiều thì chắc cũng phải ấy thôi. Nói một lần không được nhưng nói nhiều lần có thể được. À, đó thưa quý vị, có nhà đây này, trời mưa trời gió thì có thể là chú cũng có nơi mà ở, nhưng mà chú ngặt một cái là chú không có chịu ở. Nhà này mà may là nhà tôn chứ nếu mà nhà tranh thì chắc cũng ổng đốt rồi. Ổng nhúng lửa nè, ổng nhúng lửa này kia trong này nè. Nói vậy chứ vô đây cũng thấy sợ sợ. Đó, thì bên đây là có mộ nè, bên đây có mấy cái mộ bên đây nè, thì cũng sợ thiệt. Đó, bên đây có ba cái ngôi mộ quý vị. Có ba cái ngôi mộ bên đây. Chú
chú tắm cũng cái hồ này mà uống nước cũng cái hồ này, cũng cái đìa này. Nên là hôm trước Tuấn Vĩ vô thì Tuấn Vĩ có nhờ người chở cho chú bình nước để chú xài. Hôm trước rồi quên xin cái số của cái người chở nước đó. Rồi mình đi anh ha. Thưa quý vị, vậy là Tuấn Vĩ xác nhận là tối hôm qua chú có vô trong nhà nha quý vị. Xác nhận là tối hôm qua chú mưa quá nên chú có vô trong nhà chú ở. Nhưng mà đôi khi chú sợ đó, chú ám ảnh nên là chú có nói cứ không vô. Chú Trung ơi, chú Trung à, có gạo không biết chú để đâu, gạo không biết chú để đâu, trong không biết có trong này không, sợ ướt của chú rồi. Gạo không có rồi, ba cái nước mắm rồi bột ngọt này kia cũng không có nữa. Dầu ăn thì còn một chai kìa, dầu ăn còn một chai dục nè, à hai chai dầu ăn còn hai chai dục ở đây rồi, bột ngọt, tương, nước tương. Vậy đó quý vị, ở đâu mình rất là khó khăn, đối với những người như chú Trung rất là khó khăn, muốn giúp cũng không biết giúp làm sao. Bởi vì ba cái đồ ăn này kia mình cũng mua ở đây, dầu ăn này kia mua ở đây rồi chú dục chú không xài. Đó thì đường nè, đường chú cũng dục mà gạo không biết chú dục ở đâu nữa. Đó, mình mua mà chú không xài chứ không phải gì hết. Cho nên là thật sự đối với những người như chú là khó giúp lắm, không biết giúp bằng cách nào nữa. Thì vậy, muốn giúp cũng khó. Từng nghiệp có ghê không? A Di Đà Phật. Ở trong nhà thì không có thờ, chú đưa mẹ Quan Âm rồi Phật rồi đúng rồi, Đức Quỳnh Giáo Chủ. Dạ thưa quý vị, hôm trước thì Tuấn Vĩ thấy có người chị hỏi Tuấn Vĩ là cái hình này nè, hình mặc quần trắng này là ai, thì bởi vì chị nhìn không có rõ nên là Tuấn Vĩ cũng xin nói rõ là đây là Đức Quỳnh Giáo Chủ, còn ở giữa là ông Phật, còn ở bên kia là mẹ Quan Âm, mà chú đưa bàn thờ ra ở ngoài vườn vậy đó để chú thờ. Tường Điệp xin các chư vị tha thứ cho những người đã lầm lỗi không thờ phụng cho nó đúng bài, bởi vì ở cái chỗ là chú tinh thần chú cũng không có được tốt. Tường Điệp ghê đó, chú không biết xài tiền. Hôm trước thì Tuấn Vĩ nhận lời của bà chị là nhận 1.000.000 đồng, thì những cái vật dụng này kia mua hết 350, còn lại 450, còn lại 650 thì đưa cho chú. Nhưng mà hồi nãy hỏi chú thì chú nói còn 200.000, mà chú nói vậy chứ không biết có thật không nữa. Dạ hả, nhát đâu? Nhát ở đâu? À chú để đây ha. À chú để đây. Đó, để vậy thì mất sao chú? Chú con hỏi nè, bây giờ mình đi tắm nha chú nha, mình đi tắm nha. Mình vô chùa mình xin tắm nè. Không. Đây rửa hút âm mi. Trời ơi, cái đầu dơ sình không hả chú? Trời. Giờ dữ dúng. Đấy, đêm hôm mưa vậy chú ngủ được không? Chưa có đi tiếp lọt. Rồi tối mưa chú ngủ ở đâu, ở ngoài đây ha? Còn phun xuống lại trời chung dần cô nặng quăng theo mùa ta.
Còn tối chú ngủ ngoài này hả, trong nhà tắm chú vô. Dạ, bây giờ vô chùa mình xin tắm nha chú. Bây giờ mình xin tắm nha. No. Con thấy chú sình không rồi, mình vô chùa mình tắm nha chú ơi. Nè chú nè, hôm nay tụi con đến thứ nhất là thăm chú, thứ hai nữa là dạ muốn hỏi chú nè, chú có muốn đổi cái xe không? Tụi con mua cho chú xe mới nha. Chú thích xe mới không? Xe gột là tôi thích. Bây giờ nè, mình mua cái chiếc trời của Hồ Chí Minh ở núi Trường Sơn. Đổi chiếc xe mới đi chú đi nha. Chú thích đi loại xe làm sao, nói con nghe coi. Tùy ý Phước Đức hả? Vậy là tụi con sẽ mua cho chú một cái xe để cho chú chạy tới chạy lui ha. Rồi. Đổi cái trời. Đổi cái xe này nha. Mua cái xe mới đổi xe này nha. Nó làm gì vậy quá tàn ha, trời ơi. Xe này cũng trên 12 là mẹ của Kim Thư Quý ở trong khuôn. À, bây giờ con mình sẽ giao cho chùa giao trả lại. Những mấy chiếc xe kia ngoài quần vô bờ gác. Dạ, nhưng mà chú có đồ thích Hồng Kông. Chú thích xe mới đúng không? Gác. Chú thích xe mới đúng không? Đổi cái xe này đi ha. Ok. Dạ, dạ, vậy tốt rồi. Cảm ơn nhiều. Dạ, giúp được chú cái gì là tụi con sẽ giúp. Còn bây giờ đưa tiền cho chú là chú dục ở đâu con cũng không biết nữa. Trời ơi. Rồi bây giờ chú cắt tiền ở đâu đâu? Chú cắt tiền ở đâu? Chú cắt tiền ở đâu? Chú nói con nghe coi. À. Có trọng có không? Theo anh tiền. Chú lục coi, chú lục coi trọng nó có tiền không? Có. Chú lục coi coi. Cái tiền nhân ái. Dạ, dạ, cái tiền nhân ái. Đúng rồi, có tiền trọng kìa. Đây thì có đây nè. Ồ. Cũng có biết cắt ha, cũng còn cắt. Năm còn 500 mấy, 507. 507. 570 ngàn. À, vậy được, vậy được. Rồi chú còn được cái kia mình lấy luôn. 507 với có 20 ngàn trọng. Một về làm có tà. Dồn trọng luôn. Để quần bận vô đi. Học. Khi nào chú cần cái gì á, chú đi ra tiệm tạp hóa chú mua nha. Chú cầm tiền này chú ra tiệm tạp hóa chú mua nha. Đó, tiền đưa cho chú cũng đâu có xài tới đâu, cho nên là khó ở chỗ đó. Cần tiết kiệm. Tiết kiệm hả chú? Người sống. Chú cần cái gì chú cứ mua đi. Rồi tiền con còn giữ ở đây của các mạnh thường quân có gửi cho chú chút đỉnh ở đây, thì khi nào chú cần con đưa nữa. Chú xài chú không con chịu bà nó. Dạ. Để chi. Mua ngon kẹp thì mua cái chít. Dạ, tại lần này mua. Dạ. Hiền đệ của ta. Hiền đệ hả? Chàng chưa đi đổ thì chưa cho đồng bọn. Dạ. Ơi. Ít ca bài ca. Trời ơi, giờ hết trơn. Rồi chú mặc đồ vô nha chú. Chú mặc quần vô nha. Chú mặc quần vô, chú chạy xe vòng coi. Thôi đừng có làm vậy, đừng làm vậy, ồn lắm. Chú mặc quần vô. Mấy ngày này bị diễn rồi. Rồi để con mua cho chú xe mới ha. Trường đua. Để mua chú xe mới ha. Rồi mua xe mới rồi có chịu mấy cái xe này không? Bỏ cái xe này đi ha. Đừng đua. À. Thưa quý vị, thì theo như Tuấn Vĩ cũng hỏi cái anh ở bên chùa nè, thì anh nói thì cũng được. Bởi vì cái xe này thì chú cũng sửa tới sửa lui đó quý vị. Nên là Tuấn Vĩ nghĩ là mua cho chú cái xe mới là cái điều cũng nhất thiết, cần thiết. Bởi vì bây giờ đưa tiền cho ổng, cho chú thì đúng là chú không biết xài về cái mục đích gì rồi. Chở theo ông già Noel nè. Cái xe mà còn chở theo ông già Noel nè. Bây giờ đi về trước nha. Năm chục, đi sống ngày nào mà sống ngày ấy thì dạ. Thì ngon. Cái cho nhiều thì không được. Cho nhiều đừng nên. Không nên nè ha. Dạ. Ngày nào cũng cho 50, 50. Dạ. Cho 50 cho ổng xài hàng ngày anh ha. Dạ, yeah. Cảm ơn anh. Thờ mẹ rồi thờ Phật ở đây thấy xót quá ha, thấy thương quá ha. Cũng mong ơn trên đưa chú trở về với cuộc sống bình thường.
đưa chú đưa đường dẫn lối chú cho chú trở về với cuộc sống bình thường để tội nghiệp chú. Cũng xin mẹ, xin ơn trên phù hộ. Đó, chú cũng biết lấy hoa, lấy bông về để thờ này anh Diễn. Cũng biết đi hái bông về thờ này. Dạ, tội nghiệp ghê. Dạ, cũng có ý thức thờ cúng á, cũng cho dù là không có chu đáo nhưng mà có một cái là cũng biết. Nên là xin ơn trên, xin mẹ, xin Quan Âm Bồ Tát đưa chú về với cuộc sống bình thường để tội nghiệp chú, rồi chú còn biết thờ phượng này kia. À, kính thưa quý vị thân mến, sáng giờ thì Tuấn Vĩ cũng muốn hỏi những người sống quanh đây, nhưng chùa thì đóng cửa. Nhưng giờ đây Tuấn Vĩ thấy chùa mở cửa thì Tuấn Vĩ muốn vào thăm hỏi những người ở trong chùa, coi cuộc sống của chú Trung thì lâu nay sinh hoạt như vậy, thì không biết là hỏi ý kiến của chùa xem những người ở bên chùa nói thế nào nha quý vị. Mời quý vị cùng nghe lời tâm sự của những người mà ở gần bên chú. Dạ, con cũng nghe nói. Con cũng nghe nói là được chùa giúp đỡ rất là nhiều. Thì hình như là nhà cửa này kia bên đó cũng chùa các xe đạp ổng trong chùa trong đạo sắm xe mới luôn. Dạ. Rồi chuyện khác ổng cứ như vậy đó. Rồi những người ta lợi dụng á, cái người mua 200-300 ngàn vừa đủ, ví dụ như. Dạ. Cái đó là mình đón tâm lý chứ mình không thấy cái ông bán nghe, mà thực tế ông là như vậy. Dạ. Con thì con cũng thấy tội nghiệp chú, muốn giúp chú mà chưa biết giúp bằng cách nào. Dạ. Đi cái lòng từ bi cho mọi người ai cũng phải có. Dạ. Mà nếu mấy em làm được gì quý, tôi mong cái người Việt Nam mình được như vậy là quý rồi. Dạ. Thì nếu em làm được thì em cứ làm, nhưng mà làm phải từ từ, đừng nhiều quá, nhiều quá nó mất đi. Dạ. Còn như mà ngày em này nó nói nếu cho tiền ông nhiều, ông khác làm như dao hay lưỡi. Dạ. Lỡ đưa tiền ông cướp chiếc cổng. Dạ. Dạ. Đúng rồi, con nghĩ tới xa như vậy. Cho nên thì có những cái như vậy, nếu mà chú em ở đây mà em biết được vậy, có lòng vậy thì em gửi ngay thằng hồi nãy á. Dạ. Thằng đó là bị thằng đó, nếu mà không có các em thì nó lại đây, hả, nó cho 20, 50, 50, 50, không có. Dạ. Em nó cho tiền rồi đó. Dạ. Hả, nó có. Dạ. Dạ. Dạ thưa chú, vậy cái em hồi nãy là cũng làm công quả trong chùa, cũng là Phật tử của mình đấy. Đúng hả? Đúng rồi, với nó là tên cho nó ghi sao. Anh Trung sao ghi á. Dạ. Đó, đây ai. Dạ. Nên là vậy thì theo chú thì hồi nãy con có gợi ý con mua cho chú chiếc xe đạp mới, thì theo chú cái điều đó có nên không chú? Không. Thôi hay chú. Bởi vì nếu em nói được cái lòng từ bi em đã có rồi đó. Dạ. Như em cho nhưng mà làm chứ mới chịu bán phí đó. Dạ. Cầm một số tiền này em làm từ thiện chỗ khác. Dạ. Dạ. Với lại cho chú sợ là chú bị bọn khác lừa bán kiếm tiền mua rượu. Chút xe ông ta có nhiều người ta cho rồi, như kiểu người ta thấy vậy đó. Tài trợ cho ông nó cũng như vậy là rồi. Dạ. Mất tiêu. Dạ. Vậy thưa chú, bây giờ con cũng có nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân ở đây, rồi con muốn gửi gắm cho chú được không, bởi vì tụi con thường cũng ở xa, lâu lâu mới tới. Gửi ngày nãy á. Dạ, cái anh hồi nãy thì bây giờ không muốn gặp lại. Đây đây thì biết rồi, đây chứ ngay ngã ba đi sao chứ. Vậy thì vậy thì nhờ chú đưa lại cho cái anh đó cũng được. Ừ. Nha anh chú hả? Nhiều không? Dạ, để con coi trong cái danh sách cho con. Để tôi điện lại cho đệ điện ra lại. Dạ. À, các cô các chú ở trong chùa đây thì nói rằng là cái xe đạp của chú thật ra thì chú cũng chạy vòng vòng ở đây vài trăm thước chứ chú không có đi đâu xa, vì lý do đó cái nhu cầu để mua xe đạp thì cũng không cần thiết, nên vì lý do đó cho nên là Tuấn Vĩ sẽ xin gửi lại cái số tiền này cho cái chú ở trong chùa, thỉnh thoảng mà giúp đỡ chú mua cái gì đó cái trong cái cuộc sống mà chú Trung cần thiết đó thì là sẽ mua những cái đó cho chú Trung. Nên là cái số tiền 1 triệu đồng này là của cô Nhãn ở quận 6 có gửi cho chú Trung. Nên là giờ đây Tuấn Vĩ xin gửi đến cho chú ở trong chùa để chú giúp đỡ. Dạ thưa chú tên gì ạ? À? Chú tên Tình Lực. À dạ, à, chú nghe điện thoại trước đi. Dạ chú Tư hả chú ha? Dạ. À, giờ đây Tuấn Vĩ xin gửi cho chú Tư cái số tiền là 1 triệu đồng này là của cô Nhãn á chú. Dạ, của một Mạnh Thường Quân để giúp cho chú Trung đó. Dạ. Thì tôi nhận số tiền này rồi cái mới chiều ngày nào đó thì ngày đưa ông 50%, còn nếu đưa ông 1 triệu vậy thì cũng như mình phí, nếu mình làm cái từ thiện nó đúng cái chỗ thiện á. Đúng. Còn mình đưa về mà ông đi ăn nhậu người ta móc túi đâu phải là thiện. Nó, dạ, nó phí, đúng rồi. Cầm này cho chỗ khác. Đúng rồi. Cái chú làm như vậy cũng là cái quý cái tốt. Dạ. Nói vậy là được rồi.
Dạ. Rồi. Nhưng mà gọi là tiền sử dụng đúng mục đích thì nó quý chú đúng, ha. Đúng rồi. Dạ thì nó đúng nghĩa, còn mà tiền ví dụ bây giờ đi nhậu mà đưa mấy đứa kia nó móc đi rồi. Thành ra là nó không, cái đồng tiền đó nó không có ý nghĩa chú ha. Không ý nghĩa mà cái người đưa tụ nghiệp cho cái đó không, mình không đòi hỏi, nên mình làm cái từ thiện mình đòi hỏi thì mình có được cái gì không phải. Dạ. Nhưng mình làm cho vậy cho cái người gửi nó được thăng hoa được cái gì đó đẹp đẹp chút chứ. Dạ. Còn như nó không được cái gì hết trơn, đưa ông này ăn nhậu đã cái bị móc luôn hết trơn. Dạ. Phí nó uổng cho cái 1 triệu bạc cho người kia. Dạ. Đồng ý số tiền nó không lớn. Dạ. Nhưng mà cái lòng thiện nó bự lắm. Dạ. À. Đúng rồi. Dạ thưa chú, là thật sự là tụi con rất là muốn giúp chú Trung nhưng mà không biết giúp bằng cách nào. Thì bây giờ lâu lâu vậy đó. Dạ. Lâu lâu chú trở về chùa nhất ngày gặp ạ. À. Dạ. Ngày gặp 30 thì mới có mấy ông đạo, còn dạ. Không có thì thường mà không có. Dạ. Còn thường thường cái chỗ này thì gầm lớn thì gầm sinh viên, gầm bé mừng, chỗ này là chỗ từ thiện nè. Dạ. Cho gạo cho 1-200 phần gạo cho người nghèo trong chùa này có hết. Dạ. Ừ. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn thiếp. Dạ. Đóng cửa từ chẳng gì đó. Dạ. À, kính thưa quý vị, vì cái lý do là chú Trung thì là Tuấn Vĩ muốn mua một cái xe đạp như ban đầu Tuấn Vĩ có hỏi chú Trung đó. Nhưng mà thật sự là nói là chú thích theo cái kiểu mà theo cái bản năng vậy thôi, chứ còn nhu cầu xài của chú lại không có. Nhu cầu xài của chú không có, mà lỡ mình mua cái xe đạp đó thì thành ra là nếu xài không đúng cái mục đích, xài không đúng mục đích thì thành ra lại cái đồng tiền đó nó không có ý nghĩa. Vì lý do đó mà Tuấn Vĩ gửi 1 triệu đồng của cô Nhãn ủng hộ cho chú Trung qua cái bác ở trong chùa, cho cái chú là trông nom chùa ở đây, cho nên là bằng cách đó thì mới giúp chú Trung được cái cách thiết thực. Rồi chú mặc quần vô. Không. Vậy tụi con về nha, tụi con cũng hết cách rồi, không biết làm sao nữa đó. Ok. Tụi con hết cách không biết giúp chú bằng cách nào, nên là lâu lâu tụi con ghé thăm thôi chú nha. Ừ. Rồi có tiền trong này chú cẩn thận nha, hoặc là để con đưa cho chú bên đây luôn ha. Không. Dạ, nếu vậy thì chú. Lừa đảo. Dạ. Vậy thôi chú giữ xài. Trên trả lời. Dạ. Thích vô đức. Dạ. Rồi con chào chú nha. Tự thiêu, còn quả tim bất diệt đây. Dạ, giờ tụi con về nha, bye bye chú. Dạ. Đó thưa quý vị, rất là tội nghiệp quý vị. Bây giờ là chú không mặc đồ luôn rồi. Thôi mình về em ha. Dạ. Chú cũng không biết làm bằng cách nào hơn. Bây giờ thì em cũng không biết giúp bằng cách nào luôn. Không biết giúp cách nào hơn.